Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Siêu bão Yagi đổ bộ Hải Nam, Trung Quốc. Yagi, cơn bão số 11 vào Trung Quốc trong năm nay, đã đổ bộ tỉnh Hải Nam với sức gió lên tới 234 km/h vào lúc 16:20. Theo cơ quan khí tượng tỉnh Hải Nam, bão Yagi dự kiến di chuyển về phía thủ phủ Hải Khẩu, cũng như các huyện Trường Mại và Lâm Cao. Để ứng phó với cơn bão, Hải Nam đã sơ tán hơn 400.000 người tính đến trưa ngày 6 tháng 9. Tỉnh đã nâng mức cảnh báo bão lên mức cao nhất từ ngày 5 tháng 9. Hầu hết hòn đảo hứng chịu mưa to, mưa nhiều nhất ở thị trấn Thiên Gia, huyện tự trị dân tộc Lê Lạc Đông, nơi có hơn 460.000 người sinh sống. Lượng mưa trong 1 giờ trút xuống khu vực này lên tới 62,8 mm. Miền Bắc Hải Nam hứng gió mạnh từ cấp 13 đến cấp 16, một số thành phố và huyện bị mất điện. Trước đó, chính quyền Hải Nam yêu cầu người dân không rời khỏi nhà và ra lệnh đóng cửa tất cả doanh nghiệp, chợ, phương tiện giao thông công cộng, điểm tham quan du lịch, trường học. Sân bay lớn nhất tại Hải Nam hủy toàn bộ chuyến bay hôm nay. Toàn bộ tàu đánh cá ngoài khơi đã quay về cảng neo đậu tránh bão. Giống như Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây cũng đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất, cảnh báo người dân về nguy cơ lở đất và lũ lụt. Các tổ công tác được cử đến Quảng Đông và Hải Nam để giúp ứng phó với bão lũ. Đêm nay, bão dự kiến vượt qua đảo Hải Nam, đi vào vịnh Bắc Bộ và đến 1 giờ sáng mai, cách Quảng Ninh khoảng 230 km, với sức gió mạnh nhất cấp 14, tức 166 km/h, giật cấp 17. Khoảng trưa mai, tâm bão đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, cường độ cấp 11, 12, giật cấp 15. Bão sau đó giữ hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 đến 20 km/h, đi sâu vào các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình. Mưa to, nhiều cây xanh ngã đổ, Hà Nội khuyến cáo người dân không ra đường. Trong khi đó, vào lúc 15 giờ ngày 6 tháng 9, tâm siêu bão số 3 đang cách Quảng Ninh khoảng 435 km. Cường độ bão vẫn duy trì cấp 16, cấp siêu bão, giật cấp 17. Dù bão số 3 còn ở xa Hà Nội, nhưng rìa cơn bão đã gây ra mưa to kèm theo gió giật mạnh. Dự báo, trận mưa dông này kéo dài chừng 1 giờ đồng hồ, khuyến cáo người dân không vội ra đường lúc này. Tại khu vực Long Biên, anh Nguyễn Cường thông tin, nơi anh sinh sống đã có mưa, lượng mưa không to nhưng gió lớn kèm theo sấm chớp. Tuy nhiên, cơn mưa chỉ kéo dài trong khoảng 15 đến 30 phút. Ở Hà Nội, những cơn mưa lớn cũng xuất hiện ở nhiều nơi, tuy nhiên cũng ngớt sau đó mấy chục phút. Nhiều người dân ở ngoài đường đã nhanh chóng tận dụng thời gian này để di chuyển về nhà. Khu vực Cầu Giấy, Hà Nội, lúc 15 giờ 15 phút, trời tối sầm, mưa to ập đến với gió mạnh, nhưng đến 15 giờ 30 phút đã tạnh dần và trời sáng trở lại. Người dân địa phương nói rằng đây là biểu hiện của mưa đón bão, tức là khi có bão lớn thì dù còn cách rất xa, rìa bão đã đưa các đám mây mưa cùng gió mạnh đến gây mưa. Tuy nhiên, các cơn mưa rìa bão như thế này thường ào đến rất nhanh rồi mọi thứ trở lại bình thường. Từ Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết, đến thời điểm 15 giờ 30 phút, thỉnh thoảng trời mưa nhẹ, gió cấp 4, cấp 5. Trong nội thành Hải Phòng, lúc 13 giờ 30 phút, trời mưa khoảng 15 phút. Huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng, 15 giờ 30 phút, trời không mưa, gió nhẹ. Tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, khoảng 3 giờ chiều ngày 6 tháng 9, trời nổi cơn dông, mưa như trút nước kèm gió to, giật mạnh, mưa trắng trời. Nhiều người điều khiển xe máy trên đường Vành Đai 3 không thể di chuyển, phải dừng ngay bên đường. Siêu bão số 3 cách Quảng Ninh khoảng 400 km, giật cấp 20. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 16 giờ chiều nay ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 đã vào đến đất liền phía đông bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Ở vị trí này, siêu bão cách Quảng Ninh khoảng 420 km về phía đông đông nam. Đáng chú ý, cường độ bão đã đi vào đất liền đảo Hải Nam vẫn chưa suy yếu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang mạnh cấp 16, 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, cấp 19, 20. Siêu bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,
đánh giá siêu bão số 3 là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm gần đây hoạt động trên Biển Đông. Bão số 3 cũng có quá trình mạnh lên rất nhanh, thời điểm vào Biển Đông ngày 2 tháng 9 cấp 8, đến hơn 2 ngày sau, bão đã mạnh thêm tới 8 cấp, đạt cấp siêu bão vào ngày 5 tháng 9 và duy trì cấp siêu bão đến nay. Điều này cũng tương đối hiếm gặp đối với bão trên Biển Đông. Dự báo trong những giờ tới, siêu bão số 3 đi qua đảo Hải Nam Trung Quốc để tiến vào Vịnh Bắc Bộ. Khoảng đêm nay, sáng sớm ngày mai, bão ở ngay trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 200 km về phía đông đông nam. Cường độ bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới. Phía Bắc vĩ tuyến 17,0, phía Tây kinh tuyến 113,0. Những giờ tiếp theo, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh, Thái Bình với cường độ cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Dù siêu bão còn cách khá xa đất liền miền Bắc, tuy nhiên, rìa cơn bão đã gây mưa dông, gió mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố. Trong đó, thủ đô Hà Nội đã ghi nhận có thiệt hại khi nhiều cây xanh ngã đổ, nhà cửa bị hư hỏng và có thiệt hại về người. Thực phẩm cháy hàng dù bão chưa vào. Sáng 6 tháng 9, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích và nhất là tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, nhiều mặt hàng thực phẩm tươi và khô gần như hết sạch do nhiều người đổ xô tranh thủ mua hàng dự trữ để phòng mưa bão. Từ 8 giờ sáng, nhiều loại thực phẩm như rau, thịt, trứng đã trống trơn. Nhiều người ngơ ngác vì không nghĩ thực phẩm lại hết nhanh đến vậy. Một số người phải vào siêu thị, song gần như các kệ hàng cũng trống trơn. Một số khác chấp nhận mua với giá đắt hơn ngày thường mà thực phẩm thậm chí còn không tươi ngon. Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa gửi công điện đến 15 cục dự trữ nhà nước tại khu vực yêu cầu sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 3 và khắc phục hậu quả mưa lũ. Các cục dự trữ được yêu cầu trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và triển khai biện pháp bảo vệ an toàn người, tài sản, hàng hóa. Các đơn vị phải kiểm tra kho hàng, chuẩn bị sẵn phương án phối hợp với địa phương để ứng phó kịp thời mọi tình huống xảy ra. Đối với các cục đang thực hiện nhập, xuất hàng, cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Đồng thời, các cục dự trữ cần chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện và hàng hóa để hỗ trợ các địa phương theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Đêm nay, siêu bão Yagi vào Vịnh Bắc Bộ gây mưa lớn và dông lốc. Sáng nay, Yagi duy trì cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất 201 km/h. Dự kiến đêm nay vào Vịnh Bắc Bộ gây gió mạnh, mưa to và dông lốc ở miền Bắc, Thanh Hóa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 4 giờ, Yagi đang ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 200 km, cách Quảng Ninh 620 km. Bão duy trì sức gió mạnh nhất 201 km/h, cấp 16 siêu bão, giữ hướng Tây và di chuyển rất nhanh 20 km/h. Hôm nay bão đi thấp hơn xuống phía Nam, khả năng chiều nay sẽ vào đảo Hải Nam chứ không vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc như dự báo chiều qua. Đến đêm, bão vào Vịnh Bắc Bộ, giữ sức gió cấp 13-14, 134-166 km/h, giật cấp 17 và chết lên hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Do bão đi thấp xuống Nam, tốc độ nhanh hơn nên thời điểm đổ bộ sẽ sớm hơn, khoảng trưa mai. Vị trí đầu tiên tâm bão đi vào nhiều khả năng là khu vực giữa Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, cường độ cấp 10-12, tức tối đa 133 km/h, giật cấp 14. Bão sau đó đi sâu vào Đông Bắc Bộ, gây gió mạnh cấp 6-8, tối đa 74 km/h, giật cấp 9-11. Thời điểm gió mạnh nhất là từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Do Yagi là siêu bão, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, nên từ trưa nay, vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ tối và đêm nay, Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 8 đến cấp 9, sau tăng lên cấp 10 và 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, sau tăng lên từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 mét. Trên đất liền từ đêm nay và gần sáng mai, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão cấp 10 đến 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến 11. Vùng ven biển bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao từ 2 đến 3 mét. Vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét. Bão gây mưa to cho Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay đến sáng ngày 9 tháng 9. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ, tập trung trong ngày và đêm mai. Phía Tây Bắc Bộ mưa từ tối mai đến đêm ngày 8 tháng 9. Các vùng trũng thấp, đô thị có thể bị ngập lụt, lũ quét có thể xuất hiện trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong lịch sử khí tượng Việt Nam, siêu bão Yagi có nhiều đặc điểm chưa từng được ghi nhận. Siêu bão Yagi đang tạo ra cơn sốt trong cộng đồng khí tượng khi trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2024 tại Tây Bắc Thái Bình Dương.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Yagi đã đạt cấp siêu bão chỉ trong vòng 48 tiếng, một sự gia tăng cấp độ cực kỳ hiếm gặp và chưa từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 4 màu đỏ đã được ban hành cho khu vực Vịnh Bắc Bộ, và đây là lần thứ 3 mà cấp độ 4 được áp dụng. Yagi hiện đang đứng trong top 3 siêu bão đạt cấp 16 trở lên trên Biển Đông và lập kỷ lục về giá trị khí áp tại tâm bão, thấp nhất trong hơn nửa thế kỷ qua. Những điều kiện môi trường hiện tại đang vô cùng thuận lợi thúc đẩy Yagi phát triển đến mức độ mạnh nhất của một cơn bão nhiệt đới. Dự báo cho thấy siêu bão này sẽ tiếp tục di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ với cường độ tương đối ổn định. Tuy nhiên, khi vượt qua đảo Hải Nam, cơn bão sẽ suy yếu đáng kể từ cấp 15-16 và giật cấp 18-19 xuống còn cấp 13-14 và giật cấp 16. Khi Yagi tiến sâu vào Vịnh Bắc Bộ và gần các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, cường độ của bão có thể sẽ tiếp tục giảm. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông sẽ chứng kiến gió mạnh cấp 11-14, gần tâm bão có thể đạt cấp 15-16, giật cấp 18-19 và biển động dữ dội. Từ trưa ngày 6 tháng 9, vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ sẽ bắt đầu chứng kiến gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau đó tăng lên cấp 8, cấp 9 và có thể đạt cấp 10-12 gần tâm bão. Biển sẽ trở nên cực kỳ động. Trên đất liền, từ gần sáng ngày 7 tháng 9, các khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sẽ cảm nhận gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, có thể đạt cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua sẽ có gió cấp 10-12 và cấp 14, trong khi khu vực sâu trong đất liền, phía đông bắc bộ sẽ chịu gió mạnh cấp 6-8 và cấp 9-11. Mưa lớn cũng là mối lo lớn, với khả năng mưa to từ đêm 6 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tổng lượng mưa có thể từ 100-350mm và có thể vượt quá 500mm ở một số khu vực. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần cảnh giác với lượng nước dâng do bão có thể từ 0,5m tại Thanh Hóa đến 1,8m tại Quảng Ninh vào chiều và đêm ngày 7 tháng 9 và hiện tượng nước rút từ 0,5m tại Thanh Hóa đến 1m tại Quảng Ninh vào sáng 7 tháng 9. Tất cả khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các tuyến đê, kè biển cần chuẩn bị ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và nước dâng rút do bão. Người dân trong vùng ảnh hưởng cần thực hiện các biện pháp phòng tránh ngay lập tức, theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng và chủ động bảo vệ bản thân và tài sản. Du khách dự định đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong thời gian này nên cân nhắc hủy hoặc hoãn chuyến đi. Nếu đã ở trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng và không thể sơ tán, hãy chọn lưu trú tại những nơi kiên cố, an toàn và tuân theo các hướng dẫn của chính quyền địa phương. Cuồng phong siêu bão Yagi, Hải Nam Trung Quốc hứng loạt sét tím kinh hoàng. Trung Quốc đang hứng chịu một màn sấm sét kỳ lạ và khủng khiếp khi siêu bão Yagi chuẩn bị đổ bộ. Rạng sáng ngày 5 tháng 9, những trận sấm sét rực rỡ đã tấn công vào vùng biển ngoài khơi thành phố Hải Khẩu Hải Nam, báo hiệu sự đến gần của cơn bão khổng lồ. Vào khoảng 0 giờ 48 phút cùng ngày, trên eo biển Quỳnh Châu, một hiện tượng sấm sét bất thường kết hợp với mưa dông đã làm bầu trời sáng rực giống như một cảnh tượng từ phim bom tấn về ngày tận thế. Tân Hoa Xã và Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, sự xuất hiện của những trận sấm sét với tần suất lớn là do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, cơn bão thứ 11 trong năm nay, hiện đã mạnh lên với sức gió đạt cấp 17. Đến 4 giờ sáng ngày 6 tháng 9 giờ Việt Nam, tâm bão cách đảo Hải Nam khoảng 200 km về phía đông đông nam và tiếp tục di chuyển với tốc độ 20 km/h về phía tây. Trước tình hình khẩn cấp, Ủy ban Phòng chống và Cứu trợ thiên tai tỉnh Hải Nam đã nâng cấp ứng phó lũ lụt và gió lên cấp 1, mức cao nhất về phòng chống bão. Đảo Hải Nam đã đóng cửa tất cả các điểm du lịch, bãi tắm, dịch vụ tàu thuyền và hàng không. Theo Independent, Hải Nam hiếm khi bị siêu bão tấn công, chỉ có 9 trên tổng số 106 cơn bão từ năm 1949 đến năm 2023 đã đạt cấp siêu bão. Đám mây như sóng thần xuất hiện ở xứ Nghệ trước siêu bão số 3 khiến nhiều người hoảng hốt. Sáng mồng 6 tháng 9, bầu trời Hà Tĩnh và Nghệ An bỗng chốc trở nên kinh hoàng với cảnh tượng những đám mây khổng lồ tràn ngập như sóng thần khiến người dân hoảng hốt. Tại huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Vinh, các đám mây đen kỳ lạ kéo dài dọc bờ biển, hình thành những dải mây với hình thù bất thường. Chị Quỳnh Trang, cư dân thị xã Hồng Lĩnh đã ghi lại khoảnh khắc mưa lớn và các đám mây đen khổng lồ khi di chuyển từ Hồng Lĩnh đến thành phố Vinh, cho biết đây là lần đầu tiên chị chứng kiến cảnh tượng này. Tôi không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này và đã phải lấy điện thoại để ghi lại, chị Trang chia sẻ.
Theo ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, hiện tượng mây kỳ lạ này là dải mây hoàn lưu xa của bão, thường xuất hiện trước hoặc sau cơn bão. Đây là hiện tượng tự nhiên, khi đuôi bão quét qua sẽ tạo ra dải mây kéo từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, báo hiệu bão mạnh sắp đến. Dải mây này sẽ gây mưa lớn, lốc và sét ở khu vực ảnh hưởng, ông Bá giải thích. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào lúc 4 giờ sáng ngày 6 tháng 9, tâm siêu bão Yagi, bão số 3, đang ở vùng biển phía bắc Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 200 km về phía đông đông nam và cách Quảng Ninh 620 km về phía đông nam. Siêu bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 km/h và có sức gió lên đến cấp 16, giật trên cấp 17. Trong 24 giờ tới, bão Yagi dự kiến sẽ tiếp cận Quảng Ninh với khoảng cách chỉ còn 160 km di chuyển vào Bắc Vịnh Bắc Bộ. Siêu bão số 3 ảnh hưởng ra sao tới miền Bắc? Siêu bão là cơn bão có sức gió mạnh nhất từ cấp 16 trở lên với sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tài lớn. Với sức phá hoại khủng khiếp khi ở trên biển như vậy, siêu bão số 3 sẽ gây ra tác động thế nào tới đất liền miền Bắc nước ta, nơi bão đổ bộ? Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, dự báo siêu bão số 3 sẽ đi ngang qua đảo Hải Nam, gặp ma sát địa hình nên cường độ bão sẽ suy yếu từ 1 đến 2 cấp. Sau đó, bão đi vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ có thể mạnh trở lại hoặc cũng có thể bão giữ nguyên cường độ và đi vào đất liền. Nghĩa là ở cả hai kịch bản, khi bão đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam vẫn còn rất mạnh. Trên Biển Đông vẫn thường ghi nhận các cơn siêu bão vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, bão đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam với cường độ mạnh như vậy là rất hiếm, rất nguy hiểm và chúng ta cần phải khẩn trương triển khai các công tác ứng phó, bà Lan nhấn mạnh. Tiếp tục phân tích về các tác động nguy hiểm, bà Lan cho hay vừa qua miền Bắc đã trải qua nhiều trận lũ, sạt lở, gây thiệt hại về người và tài sản. Nhiều khu vực ở Tây Bắc ngập sâu trong nước, đường xá hư hại nhiều. Trong khi đó, ảnh hưởng của bão số 3 lần này có thể gây mưa rất to tập trung trong thời gian ngắn, cục bộ có nơi đến 700-800mm trở lên, có thể bằng với lượng mưa của cả mùa mưa cộng lại. Trong phòng chống bão số 3 lần này, chúng ta cần đề phòng với gió mạnh, gió xoáy, nên nhiều công trình hạ tầng như đê biển, nhà cửa của người dân, trụ điện như hệ thống trụ điện đường dây 500kV ở miền Bắc vừa mới hoàn thành có thể bị hư hại. Với khu vực miền Trung, cơn bão này chấm dứt nắng nóng ở Bắc Trung Bộ, nhưng kèm theo đó sẽ có các cơn gió giật mạnh, mưa to, lốc xoáy và Lan khuyến cáo. Ông Đinh Hữu Dương, trưởng phòng dự báo thời tiết của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cũng cho hay, dựa trên dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự kiến đêm ngày 6 đến ngày 7 tháng 9, khu vực Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão số 3. Đầu tiên là gió mạnh dần lên cấp 5, 6, có thời điểm lên cấp 7, giật cấp 9. Kèm theo đó là mưa, tập trung trong ngày 7, 8 tháng 9. Tuy nhiên, cần lưu ý chiều ngày 6 tháng 9, rất khả năng ảnh hưởng rìa xa của bão. Hà Nội có thể xuất hiện các đợt mưa dông mạnh gây đổ cây, đổ cục điện. Điều này đã từng xảy ra trong một số cơn bão trước đây. Mưa tập trung trong thời gian ngắn có thể gây ra quá tải trong thoát lũ khu vực nội thành, gây ngập lụt ở nội thành trong 30 phút đến nhiều giờ đồng hồ. Ở ngoài thành cũng có thể xuất hiện ngập lụt ở vùng trũng thấp, khu vực vùng ven sông Tích, sông Bùi, trong đó chú ý là một số xã của huyện Chương Mỹ như Tốc Động, Nam Phương Tiến có thể ngập lụt sâu và kéo dài nhiều ngày, ông Dương nói. Chất bao tải nước, cát để chống bay mái tôn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ sáng ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 Yagi trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 520 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Những giờ qua, bão vẫn di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Bão Yagi đã tăng 7 cấp từ khi vào Biển Đông. Các chuyên gia nhận định cường độ có thể tăng lên thành siêu bão cấp 16, giật trên cấp 17 trong hôm nay trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, nhanh hơn so với những nhận định trước đó. Đây có thể được coi là thời gian bão đạt cường độ cực đại. Theo đại diện của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo bão. Trước khi bão đổ bộ vào đất liền, cần gia cố, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây. Người dân có thể dùng các túi nước khoảng 20-30 lít cho vào các bao tải và bơm nước nhưng không bơm quá đầy để tạo thế nằm vững chãi, buộc chặt,
cố định bằng dây đè lên mái tôn. Ngoài ra, người dân cũng có thể dùng bao tải đất, cát để thay thế nước. Đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai khuyến cáo. Vị đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết, biện pháp này áp dụng với các mái tôn không dốc và phải có khung vững chãi. Ngoài ra, người dân cần chèn chống các cửa của nhà, loại bỏ những cây cành bị chết, bị bệnh, đồng thời xác định các vật dụng trong sân nên mang vào trong nhà, vệ sinh máng nước mưa, gầm cầu thang ngoài, giếng cửa sổ, đường thoát nước, đường ống thoát nước. Xác định vị trí an toàn để trú ẩn. Cũng theo đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, trước khi bão đổ bộ vào đất liền, người dân cần xác định vị trí an toàn để trú ẩn, chủ động sơ tán khỏi các nhà không đảm bảo an toàn, vùng ven biển, cửa sông để phòng nước dâng. Đồng thời, dự trữ nước uống, lương thực thực phẩm, thuốc men, các vật dụng cần thiết đủ để dùng ít nhất 7 ngày. Nếu không có lệnh sơ tán của chính quyền, hãy tìm nơi trú ẩn trong nhà cho gia đình mình. Nơi an toàn nhất khi có bão là phòng bên trong không có cửa sổ. Các thành viên trong gia đình có thể bị chia cắt trong một cơn bão. Hãy chuẩn bị bằng cách lập một kế hoạch liên lạc tiếp cận với nhau, thiết lập một liên hệ bên ngoài khu vực, chẳng hạn như người thân hoặc bạn bè trong gia đình. Người có thể điều phối vị trí và thông tin của các thành viên gia đình nếu bạn tách ra. Chuẩn bị một bộ đồ dùng cho gia đình, đèn pin, đài radio, quần áo ấm, chăn, bộ sơ cứu, thuốc men, nước đóng chai và thực phẩm không dễ hư hỏng. Các gia đình có trẻ em nên để mỗi trẻ tự tạo gói đồ dùng cá nhân của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.